Duy xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị ạ. Thì hôm nay bên Duy về Honda CR-V bản L đời 2020 màu đỏ nha anh chị. Chạy lướt 17.000. Xe mới vừa về luôn. Chủ xe sử dụng rất là kỹ. Giao xe cho bên Duy mà xe rất là sạch sẽ luôn nha anh chị. Các anh chị xem xe này sẽ thích ngay. Bản L bản cao cấp nhất, có trang bị gói Sensin, an toàn Sensin của Honda. Đây Duy quay xung quanh xe, quay cận cảnh cũng như là nội thất xe cho các anh chị cùng xem. 4 lớp zin theo xe còn rất là dày nha anh chị. Xe mới chạy ít nên chất xe còn cực kỳ đẹp, như mới luôn. Chúng ta cùng xem hàng ghế phụ đây. Ghế phụ cũng không có một vết nhăn nào luôn nha anh chị. Bản L bản cao cấp nhất, trang bị rất là nhiều tiện ích và công nghệ an toàn. Đây chúng ta có cửa sổ trời panorama. Đây chúng ta có sạc không dây. Cần số nè, rất mới luôn nha anh chị. Xe này còn hơn mùi xe mới luôn. Tất cả đều còn rất là đẹp. Cần số vô lăng. Đây có gương chống chó tự động và hệ thống radar trong gói Sensin của xe, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lịch làn. Đây hàng ghế sau rất là đẹp luôn nha anh chị, như mới, xe đi ít mà. Đây Duy quay phía sau cho các chị cùng xem. Vừa mới về, xe này dọn rửa xong là sạch đẹp len ken, không một vết trầy xước nào luôn nha anh chị. Bảy chỗ, có cửa gió cho hàng ghế cuối luôn. Đây, để Duy quay lớp dự phòng cho các chị cùng xem. Lớp dự phòng cũng chưa lăn luôn nha, như mới. Có cấp điện. Rồi Duy quay khoang lái cho các anh chị cùng xem luôn. Đây Duy quay tắp bi cửa, không trầy xước gì luôn. Còn đây là ghế lái đây. Ghế lái chỉnh điện có bơm lưng, còn rất là đẹp luôn nha anh chị. Đây là nút bật tắt cảnh báo điểm mù nè, phanh tự động, cảnh cúp điện cũng như là cân bằng điện tử. Đây vô lăng xe rất là đẹp, có ga tự động thích ứng luôn nha anh chị. Vô lăng thì có tích hợp lẫy số. Đây xe chạy 17.000 chuẩn nha anh chị. Bên Duy bán xe là có cam kết không tua đồng hồ km. Động cơ hộp số là nguyên zin, không đâm đụng tai nạn, không thủy kích, keo chỉ là nguyên zin nha anh chị. Chiếc Honda CR-V bản L đời 2020 màu đỏ mới chạy 17.000 này thì bên Duy đang chào bán với giá là 1.025.000.000 đồng còn hơn lượng. Các anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với Duy qua số điện thoại là 0908 7779 7773. Thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa nha. Duy xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video của Duy ạ. Duy xin chào tạm biệt ạ.